Mặt nạ thì không biết là mọi người hay thường đắp như thế nào, chứ Ngọc thì Ngọc sẽ nặng cái dưỡng chất ở trong này, bởi vì cái Myung Lab này á là được nâng lên men bởi nước dừa, nước cốt dừa, nên rất 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 là nhiều dưỡng chất ở bên trong này, nên đầu tiên chúng ta nên bóp cho thật kỹ các dưỡng chất nó thấm vào mặt nạ, rồi sau đó là mình sẽ chét lên mặt, bôi lên mặt trước đó, để chút xíu mà mình có đắp á, thì nó cũng sẽ thấm vô da rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước mà bắt buộc Ngọc phải về sau khi tẩy trang xong thì phải làm thì mới giữ được da đẹp. Làm đẹp của Ninh Như Lan Ngọc như thế nào thì nó cũng đơn giản thôi à. Thật ra thì cũng có xuyên đi spa, nhưng mà có những hôm mà mình không đi thì mình sẽ tự đắp mặt nạ ở nhà, giống như những người mà gọi là sao ta, có nhan sắc ở trên thế giới, giống như Phạm Vân Băng vậy đó, là cũng rất là thường đắp mặt nạ. À đúng rồi, quên nữa, bôi là phải bôi xuống cổ nữa. Tại vì ai nhìn vào tuổi của mình thì sẽ nhìn cái cổ trước, nên chúng ta hãy chăm sóc cái cổ nữa thì nó mới đẹp được nha. Xong rồi thì chúng ta sẽ lấy lớp mặt nạ ra. Đây là một cái mặt nạ có 3 lớp, 3 lớp luôn. Thì Ngọc sẽ chỉ cho cách các bạn đắp cái mặt nạ này nha. Đầu tiên thì chúng mình sẽ gỡ cái lớp đầu tiên ra. Nó có một cái lớp giữa rất huyền bí. Đó, đây là lớp đầu tiên mình sẽ gỡ ra, mình bỏ đi, chứ không phải là gỡ ra rồi đắp lên mặt đâu. Chỉ có một bước duy nhất ở trong này thôi, nhưng mà nó có tác dụng rất là ghê gớm luôn. Đắp cái mặt nạ này á, là bằng đắp 10 cái mặt nạ giấy luôn á, nghe nói vậy á. Đắp là giả đẹp liền luôn. Da ai mà có khuyết điểm hay là có các dấu hiệu lão hóa thì nên thử loại da mặt này. Ten ten, các bạn thấy chưa, thường thì mình đắp mặt nạ giấy thì nó sẽ không bao giờ ôm sát cái mặt, nhưng mà đối với cái phần mặt nạ này nó cực kỳ ôm luôn, ôm cực sát mặt luôn. Nên những cái điểm nào nhăn hoặc là những cái điểm nào cần phải sát vô, như là cái phần rãnh cười này của mình nè, thì nó sẽ hướng tới liền và nó làm mờ đi cái rãnh cười này liền. Mặt nạ này đắp cực ghiền luôn á, có mùi nước dừa nữa nè, tại vì đây là một cái loại mặt nạ được lên men từ nước dừa. Thường á thì mọi người sẽ thấy là đắp mặt nạ giấy xong á, mình gỡ ra thì mình sẽ thấy có những cái rãnh nó nhăn theo cái lớp mặt nạ, là tại vì sao, tại vì khi mà bỏ vô trong bịch á thì cái mặt nạ giấy nó phải xếp lại. Còn đối với lại cái phần mặt nạ này, nó là một lớp rất mỏng và ôm sát, cực kỳ ôm sát mặt, là căng da mặt của mình, mà nó thẩm thấu rất là nhanh các loại serum ở trong này. Đó, đắp mặt nạ xong vẫn xinh đẹp. Đối với những người mà làm nội trợ, các chị làm nội trợ đó, hoặc là buôn bán online đó, thì vẫn có thể đắp cái mặt nạ này và trả lời khách hàng mà không sợ bị rớt ra. Ô, chị nghe nói là đắp cái mặt nạ này là nó sẽ đẹp lắm luôn á, mà đẹp liền luôn, chứ không phải là mình một tuần là mình đắp 3 lần xong rồi mới thấy được hiệu nghiệm của nó. Ai cứ xuyên đắp mặt nạ là da mặt sẽ đẹp liền. Nếu mà ai hỏi Ngọc á, đi quay rồi vẫn giữ được cái da đẹp như thế này, tại vì xuyên chăm con gái, là tại vì sao, từ 22 tuổi trở đi là bắt buộc phải chăm sóc da mặt của mình rồi. Từ lúc đó thì mình lớn tuổi một chút xíu thì sẽ đỡ cực, giống như Ngọc vậy đó. Năm nay là, nói thiệt luôn, là 29 tuổi rồi. Một lần đắp Myung Lab là bằng 10 mặt nạ thường. Thật sự là tại vì mọi người nói là đa số là mặt nạ giấy thì nó sẽ không có thẩm thấu được nhiều các loại serum ở trên da. Nhưng mà đối với mặt nạ này thì nó ôm rất sát và nó ủ. Ai mà làm serum, đắp serum lên mặt thì bắt buộc là phải ủ. Ủ thì nó mới thẩm thấu được vào trong da. Thì đối với mặt nạ này thì nó ôm sát nè, kính mít luôn nè. Đó, không có chỗ nào mà nó bị nhăn nheo và lòi ra da được luôn á. Đó, phù hợp với là cái bắt mẹ bỉm luôn. Các bạn gái nha, từ 22 tuổi nó sẽ có hai loại. Một là màu cam, đây, hai là màu xanh. Màu cam và màu xanh thì loại này là trắng da. Ai mà muốn trắng da thì có thể đắp cái loại màu xanh này. Ngọc có tới một hộp lần. Đây, một hộp của chúng ta, một hộp như vậy thì có 2, 4, 5, 6, 7 miếng. Em thường xuyên xài, thiệt là phải xài mặt nạ thường xuyên. Ngoài cái việc mà dưỡng da hàng ngày thì chúng ta bắt buộc phải đắp mặt nạ. Đây là một bước rất quan trọng. Những cái chị mà làm văn phòng có ngồi trong máy lạnh thường xuyên thì phải nên đem theo mặt nạ. Có những loại mặt nạ thì sẽ đắp được mỗi ngày luôn, và có những cái loại thì một tuần mình chỉ đắp 3 lần thôi.
Thì đây là một cái loại mà nếu mà xiên xiên đắp một chút xíu thì một tuần có thể 4 lần cũng được nữa. Mình ngồi trong máy lạnh vào buổi trưa, ăn trưa, nghỉ ngơi, đi ngủ. Đây, đắp có thể là đắp 20 phút. Mặt nạ này thì đắp 20 phút thôi, nhưng mà đối với lại những ai mà da dầu hoặc là da nhờn rồi da dễ nổi mụn á, thì nên đắp 15 phút và đi rửa lại nha. Còn đối với những ai mà da khô á, thì đắp xong rồi để về đi ngủ luôn, đắp 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 dưỡng chất thấm vô tiếp. Tại vì thường á, thì khi mà đi ra đường thì mọi người sẽ rất là đắn đo lựa chọn các loại mặt nạ, nhưng mà các loại mặt nạ nào tốt và đắp nè, thấy chưa, đắp lên căng da, bóng da mặt của mình. Tại vì phần mặt nạ đó là cái phần mà nó thẩm thấu cái phần dưỡng chất của mình nhiều nhất so với việc mà mình phải bôi kem mà không có đắp mặt nạ. Thì các bạn hãy thử xuyên như Ngọc làm đẹp, là mình phải xuyên thì mình mới đẹp được mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã có một cái loại mặt nạ được lên men từ nước dừa, mà nước dừa thì rất là tốt, làm trắng da nữa. Và đây là cái loại mặt nạ màu cam này thì sẽ bổ sung collagen rất rất là nhiều. Mà collagen đó thì từ độ tuổi 22 tuổi là các bạn đã phải chăm sóc rất là nhiều, bởi vì khi mà mình đi nắng gió ngoài đường thì nó sẽ mất mát cái lượng collagen của mình rất là nhiều và làm cho mình bị lão hóa rất là nhanh nè. Nhưng mà đắp, xiên đắp lên thì chúng ta sẽ thấy được cải thiện rất là rõ rệt. Vừa đắp vừa bôi kem. Mọi người có biết là mỗi lần về á, là Ngọc phải chăm sóc da mặt của Ngọc rất là lâu không? Tẩy trang xong rửa mặt xong là lăn đá liền. Lăn đá xong là bôi nước hoa hồng, bôi serum, xong đắp mặt nạ lên tiếp. Tiếp rồi tối đi ngủ là mình phải bôi một lớp kem dưỡng nữa thì nó mới khóa chặt được tất cả các lớp ẩm của mình ở bên trong.